Xin chào mừng các bạn đã đến với lại kênh Soul Mystery with Tarot của mình, và mình là reader Huỳnh Kim Ngân. Hôm nay mình sẽ làm một chủ đề đặc biệt, đó là câu hỏi của bạn nhưng mà trả lời yes hoặc là no. Thì trước khi các bạn xuống chọn tụ, các bạn nghe mình trình bày và dặn một chút xíu nha. Thứ nhất là hôm nay mình cho 8 tụ luôn sử dụng nhãn vỡ nha. Thì nếu như các bạn có nhiều câu hỏi thì có thể là mỗi một câu hỏi của các bạn là một tụ. Thì dĩ nhiên là tùy vào cái câu hỏi đó các bạn cảm thấy feel cái tụ nào thì các bạn chọn. Nhưng mà vì cái câu hỏi nó có thể mang hàm nghĩa tích cực hoặc tiêu cực nên cái câu yes hoặc câu no nó cũng có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Mình thí dụ thế này, chẳng hạn như là bạn đang không biết người đó có ghét bạn hay không, nhưng câu trả lời là có, tất cả cái có là cái có tiêu cực. Hoặc là người đó có cảm thấy giống như là tha thứ cho bạn không mà ra no, thì đó là một cái no rất là tiêu cực. À, nếu như cái no tích cực thì chẳng hạn như là người đó có ý xấu hại bạn hay không ra no, thì cái no đó là cái no tích cực. Nên mình sẽ cho mỗi một cái tụ là một cái tiêu cực và một tích cực. Nghĩa là mình sẽ trải tích cực trước. Nếu như mà tích cực bài nó lên đẹp, nghĩa là yes, rồi sau đó mình sẽ trải đến tiêu cực. Tiêu cực nếu như mà nó giống cái bài tiêu cực luôn thì nghĩa đó là yes, nhưng mà cái câu trả lời tiêu cực á mà bài nó lại ra tích cực thì nghĩa là nó sẽ là no, nhưng mà cái no là cái no tốt. Không biết mình giải thích như vậy các bạn có hiểu hay không, nhưng mà các bạn đừng lo, khi vào tuổi các bạn sẽ hiểu ý của mình thôi. Rồi bây giờ các bạn có 5 giây nhìn kỹ cái nhãn vở này, nghĩ đến cái câu hỏi các bạn chọn, rồi sau đó xuống phần mô tả các bạn chọn tụ giúp mình nha. Đây, ok, không dài dòng nữa, mình vào các bạn tụ 1 luôn nhé. Hello các bạn tụ 1, chọn nhãn vỡ đầu tiên này nè. Giờ mình sẽ lật bài vấn đề tích cực trước nha. Để xem coi, nhờ Tarot xem cho các bạn tụ 1 là vấn đề mà các bạn tụ 1 đang muốn hỏi á, nó sẽ là yes hay no. Vấn đề tích cực mà các bạn tụ 1 muốn hỏi nó sẽ là yes hay no nha Tarot. Bổ sung thêm nha. Dùng một bộ khác bổ sung nha. Các bạn đừng lo lắng, sẽ có kết quả ngay thôi. Xin Tarot cho mình, cho các bạn tụ một biết cái vấn đề tích cực mà họ đang nghĩ đến á là yes hay no. Thiệt nha, các bạn hỏi câu gì mà khó trả lời yes hay no quá vậy? Tarot nó cũng kêu là nó không biết là nên yes hay là nên no cho các bạn nữa. Tại vì cái vấn đề này nó có tính hai mặt quá nhiều. Ra justice là hai mặt nè, ra wheel fortune cũng là hên xui hai mặt, là hai tiền nè cũng là hai mặt. Ở đây vừa có ace ben mà vừa có ace kiếm, nghĩa là nó cũng là có tích cực và tiêu cực nè. Nên nếu như các bạn hỏi là yes or no á, mình cảm thấy là yes cũng có vấn đề và no cũng có vấn đề nha. Thấy chưa? Ra lại ra năng lượng temperance là năng lượng 50-50 nè. Nhưng mà vì nó đi theo cái hướng mình thấy là tích cực hơn. Tại vì temperance là một cái lá cho thấy sự cân bằng. Nếu như bạn đạt được sự cân bằng này, bạn sẽ đạt được điều tích cực. Strength. Rồi, ok, mình hiểu vấn đề bài muốn nói rồi. Câu trả lời cho các bạn về câu hỏi tích cực là yes nha, là có. Bạn sẽ được cái gì đó hoặc là có cái gì đó mà các bạn đang hỏi, nhưng mà với điều kiện nhẫn nhịn, kiên nhẫn chờ đợi, thật suy nghĩ thật kỹ có nên làm hoặc là có nên tiếp tục thực hiện cái đó hay không. Và hãy nghĩ thật kỹ như một vua tiền và một justice nha. Tốt nhất là đừng nên để cảm xúc dây vào. Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy giải quyết nhanh chóng cái vấn đề gì đó đang tồn đọng ở cái lá hangman và lá hai tiền. Nếu như bạn đang đang suy nghĩ có nên hay không thì câu trả lời ở đây á, là có làm mới có ăn, có làm thì mới có kết quả. Thì câu trả lời sẽ là yes cho những bạn tụ 1.
câu hỏi tích cực là phải làm thì mới có yes nha. Rồi, bây giờ mình qua đến vấn đề tiêu cực nha. Các bạn tích cực nó như hỏi xong rồi, các bạn có thể qua tụ đặt câu hỏi rồi qua tụ khác coi tiếp nha. Bây giờ mình sẽ qua đến vấn đề tiêu cực. Ok, tao đó thôi. Bây giờ mình vẫn sẽ xem cho các bạn tụ một, nhưng mà trải về vấn đề câu hỏi tiêu cực mà các bạn tụ một đang hỏi nha. Với câu hỏi mà các bạn tụ một đang hỏi tiêu cực thì nó là yes hay no? Tiêu cực. Bổ sung nào. Tiêu cực mà ra tiêu cực thì vấn đề này sẽ là yes nhé. I'm so sorry. Mình xin lỗi các bạn. Dù các bạn đang hỏi cái vấn đề gì nhưng mà mình thấy rõ ràng bài nó cũng tiêu cực, đồng tình với các bạn luôn. Nên câu trả lời của các bạn sẽ là yes, đúng rồi, có đấy. Mình có cảm giác cái vấn đề này liên quan đến mặt cảm xúc và các bạn đang cần phải né tránh nó. Và nếu như các bạn né tránh nó không được thì tốt nhất nên đối diện với nó nha. Tại vì mình thấy cái kiểu như là các bạn trong cái tụ này nó bị sốc cái tinh thần và nó mệt mỏi gì sao á. Chung quy thì đừng có quá tiêu cực ở đây. Tại em Emperor the Lover thì sớm muộn các bạn cũng sẽ tìm ra được cái hướng để fix cái chuyện này, để sửa chữa cái chuyện này thôi. Nó không phải là cái vấn đề quá lớn lao đâu. Các bạn cần phải, mình thấy là đối diện và đưa ra cái kết quả, cái quyết định chứ, một cách nhanh chóng nha. Ở đây có lá hai gậy, nghĩa là bạn vẫn đang lưỡng lự cái điều gì đó. Và sáu kiếm ở đây là thay vì đưa ra quyết định, mình thấy là bạn có cái ý định trốn đi và bỏ đi á. Đừng nên trốn, đừng nên bỏ đi, đối diện với nó, mặc dù đối diện với cái điều này nó áp lực cực kỳ và nó làm cho bạn giống như là sốc tinh thần, hoặc là có thể là gây những cái mà rất là buồn khổ cho các bạn á. Nhưng mà cứ hãy là một vua tiền, đối diện với nó. Vua, những cái ông vua thì thường sẽ đối diện với một cái vấn đề nào đó, nhưng mà vua tiền là khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đối diện, trước khi đưa ra cái quyết định này nha. Rồi, câu trả lời tích cực lẫn tiêu cực cho các bạn tụ một đều là yes, đều là có nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn tụ một tại đây. Các bạn tụ một muốn coi chi tiết cụ thể với mình có thể inbox mình nhé. Bây giờ mình sẽ qua các bạn tụ hai. Xin chào các bạn tụ hai đã chọn nhãn vỏ kế bên nha. Mình sẽ xem vấn đề tích cực cho các bạn tụ hai trước. Xin tarot cho các bạn tụ hai biết câu hỏi mà các bạn tụ hai đang muốn hỏi, nó là câu trả lời yes hay là no, vấn đề tích cực nha. Thêm lá nữa cho may mắn đi. Ấy. Bổ sung nha. Vấn đề tích cực là yes hay no, câu hỏi tích cực của các bạn tụ một là yes hay no. Mình xin lỗi các bạn nhưng mà mình thấy là no nha. Kiểu như là lúc đầu có thể là bạn khá là tự tin, bạn sẽ đạt được cái điều này, nhưng mà về sau cái năng lượng của các bạn nó dần bị phụ thuộc, bạn không tìm được cái lối ra. Mình thấy ở đây ít nhất là từ cái Queen Cup cho đến cái lá này là bạn vẫn có được cái đường hướng cụ thể, nhưng mà có thể là vì bạn bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, hoặc là kiểu quá kén chọn, hoặc là không thấy có động lực để tiếp tục làm nữa, nên về sau cái năng lượng nó bị thay đổi và bạn trở nên trì trệ. Nên câu trả lời ở đây sẽ là không cho bạn nha. No, it's a no for you. Yeah, it's a no for sure. Judgment ở đây là chung quy là nó còn bị nhiều những cái tác động xung quanh nữa. Dù bất cứ vấn đề gì về công việc, tình cảm hay là tiền bạc, mình vẫn thấy ở đây là các bạn kiểu như là cần phải vượt qua cái điều này. Yeah, it's absolutely a no nha. Xin lỗi các bạn, mình phải nhấn mạnh như vậy. Kiểu như là các bạn sẽ phải tốn rất nhiều những cái công sức và cái suy nghĩ, tốn hao neuron thần kinh cho cái vấn đề này á, thì dù bạn có nghĩ đến đâu nữa thì cái kết quả nó vẫn sẽ là không cho bạn nha. Cái này giống như là dù bạn có cố gắng thêm á, mình vẫn thấy nó là không. It's still a no. Kỵ sĩ gậy hả?
No, so sorry. Nếu như bạn kiểu như cố chấp tiếp tục làm thì nó chỉ đem đến đau thương ba kiếm cho bạn nhé. Rồi, thôi mình xin, mình nghĩ là các bạn biết câu trả lời cho cái câu hỏi tích cực của các bạn rồi đó. Nó là sẽ là không. Thì bây giờ có thể là các bạn sẽ đi qua cái tụ bài khác, đặt câu hỏi các bạn muốn hỏi đi qua tụ bài khác để xem nha. Bây giờ mình sẽ trả đến cái vấn đề tiêu cực cho các bạn tụ hai. Coi coi vấn đề tiêu cực của các bạn tụ hai sẽ là yes hay no. Dùng bộ này đi. Ok, xin tarot xem cho các bạn chọn tụ hai. Câu hỏi tiêu cực mà họ đặt ra nó sẽ là yes hay là no cho các bạn tụ hai nhé. Bổ sung đi, tao đó đây. Vấn đề tiêu cực ở đây, yes hay no? Chưa rõ ràng lắm. Yes hay no? Dứt khoát nào. Vấn đề tiêu cực. Vấn đề tiêu cực mà bài ra tiêu cực thì nó sẽ là yes nha. Nhưng nếu như có người hướng dẫn thì nó sẽ là no. Vấn đề tiêu cực á mà bài đồng tình tiêu cực thì nó sẽ là yes, còn vấn đề tiêu cực mà bài ra tích cực thì nó sẽ là no. Ở đây mình sẽ thấy năng lượng nó cũng kiểu có yes có no. Nhưng mà về sau mình thấy có cái đường hướng mở ra cho các bạn. Death nữa. Ace vậy. Rồi ok, nó sẽ là vấn đề tiêu cực mà ra tiêu cực thì nó sẽ là yes, còn tiêu cực ra tích cực nó sẽ là no. Nó sẽ là no nha. Chung quy là cái câu hỏi các bạn đang nghĩ đến á, mình thấy kết quả của nó sẽ tươi sáng nên bạn sẽ không bị cái điều đó, bạn sẽ không phải trải qua cái điều đó nên nó sẽ là no cho bạn. Ban đầu mình thấy có nhiều những cái lá tiêu cực quá, chẳng hạn như là năm gậy, năm tiền, chín kiếm, hai gậy, các bạn phân vân cái gì đó, bạn phải đấu tranh cho một cái vấn đề nào đó để có được một thứ gì đấy. Và mình thấy lúc đầu bạn gian nan khổ sở lắm. Nhưng mà vì bạn có những cái niềm tin ở đây, mình thấy đầu tiên là niềm tin nha. Bạn có yêu thích cho cái vấn đề này, dù đây là vấn đề tình cảm, tiền bạc, tài chính, bất động sản hay vân 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 mây mây, thì mình thấy là bạn vẫn phải trải qua rất nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng bạn sẽ thấy được đường hầm phía trước. Tại vì bạn có nhiều những cái hy vọng nè. Bạn sáng tạo bằng hy vọng, bạn có người hướng dẫn và bạn có cái đường hướng đúng, cũng như là có mối quan hệ bạn bè, nhiều người ở đây support bạn, giúp bạn vượt qua nghịch cảnh nên bạn sẽ không bị cái tình trạng tiêu cực mà bạn đang phải quan tâm đến, nên câu trả lời cho bạn sẽ là không nhá. Rồi, mình xin được kết thúc tụ các bạn tụ hai. Nếu các bạn tụ hai muốn coi thêm cụ thể vấn đề với mình thì có thể inbox mình, và nếu các bạn có những cái câu hỏi yes no tiếp thì các bạn có thể chọn tụ khác để xem kết quả là sao nhé. Mình sẽ qua đến các bạn tụ ba nha. Xin chào các bạn tụ ba chọn nhẫn vỡ bên đây. Mình sẽ coi vấn đề tích cực trước nha. Xin tarot cho các bạn tụ ba biết câu hỏi tích cực mà các bạn tụ ba đặt ra. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là yes hay no. Trời, nhìn là biết các bạn tụ ba hỏi về tình cảm nhiều nè. Bổ sung đi. Tiếp đi. Câu trả lời là không nha bạn. Nếu như bạn đang hỏi ai đang thích bạn, ai chờ bạn, ai quay lại với bạn, câu trả lời là không. Chỉ có một bạn, một mình bạn ở đây đơn phương và nhớ người ta thôi nha. Nếu như không phải vấn đề tình cảm mà là vấn đề công việc sự nghiệp, bạn chỉ
thích cái công việc này thôi, nhưng mà bạn không có một cái đường hướng cụ thể, hoặc là bạn chiến đấu không lại người khác trong cái sự việc này, trong cái ngành nghề này. Bạn đúng là đi theo cảm xúc luôn á. Nếu như cảm xúc mà chọn tụ này thì nó sẽ không đúng lắm. Vì mình yêu thích, mình nhảy vô, mình không có cái kế hoạch cụ thể, bạn không có đường hướng để giải quyết nó. Năng lượng ở đây chỉ là một mình bạn thôi. Bạn bị thu hút bởi cái vấn đề này, bạn có thể, thậm chí có thể mình thấy là cái sự nghiện luôn. Devil lover là bạn nghiện cái vấn đề này, nên bạn nhào vô bất chấp, kiểu như là tôi nhất định phải có được cái điều đó, tôi nhất định phải thắng. Nhưng mà câu trả lời là bùng nổ The Tower và 10 kiếm, kiểu như là vạn tiễn xuyên tâm cho bạn. Nên dù sao thì cũng đừng nên làm điều này nha. Don't do it, it's not the right time for you. Chung quy thì bạn có thể thay đổi câu hỏi một chút xíu và chọn cái tụ khác để xem coi tình hình nó có khả quan hay không nhé. Thì với các bạn tụ một, câu trả lời cho câu hỏi tích cực của các bạn sẽ là no, là không. Bây giờ mình sẽ đi qua câu hỏi tiêu cực nha. Làm trả bài này tốn thời gian ghê, nhưng mà cũng vui. Xin tarot cho các bạn tụ 3, tụ 3 rồi đúng không? Xíu nữa mình sợ mình quên tụ luôn tại dài quá. Cho các bạn tụ 3 biết coi là câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 3, câu trả lời đó sẽ là yes hay no. Câu trả lời cho câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 3 sẽ là yes hay no. Bổ sung đi. Câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 3, câu trả lời của nó sẽ là yes hay no. Vấn đề tiêu cực nhưng mà bài lại ra tích cực nhiều hơn thì mình sẽ trả lời là không nha. Nghĩa là bạn đang lo lắng một cái gì đó, bạn đang lo người này không yêu bạn, bạn đang lo người này đang ghét bạn, không còn nhớ bạn nữa. Câu trả lời là không phải vậy đâu. Họ vẫn nhớ bạn, họ vẫn mong chờ bạn. Hoặc là vấn đề công việc, bạn có làm được nên đại sự hay không, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. À lộn, cái đó là câu hỏi tích cực. Câu hỏi tiêu cực là bạn sợ làm cái này là sẽ nghèo, bạn sẽ sợ thất bại. Câu trả lời là không, đừng lo. Nó sẽ đem lại cho bạn khá là nhiều vật chất ở đây, và thậm chí là bạn rất là vui vẻ với nó, kiểu là sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả những cái tiêu cực hay là những cái khó khăn bạn từng trải qua, bạn sẽ được đền đáp, đền bù. Nên câu trả lời cho câu hỏi tiêu cực ở đây sẽ là không nha. Rồi, ok, mình xin được chấm dứt trả bài các bạn tụ hai tại đây. Các bạn tụ hai muốn tụ ba chứ thì mình quên á. Thì các bạn tụ ba có thể muốn xem riêng với mình thì có thể book lịch riêng xem riêng với mình nha. Nếu như các bạn có câu hỏi nào khác thì các bạn có thể chọn tụ khác để xem nó là yes hay no nha. Giờ mình sẽ qua đến các bạn tụ 4. Đây là các bạn tụ 4 để chọn cái này. Xem cho các bạn tụ 4 câu hỏi tích cực trước. Câu hỏi tích cực của các bạn tụ 4 sẽ là yes hay no ở đây. Bổ sung đi. Câu hỏi tích cực cho các bạn tụ 4 ở đây là có hay không? Yes or no? Yes. Chung quy thì nếu như các bạn đang lo vấn đề tiền bạc, vấn đề sự nghiệp, giàu hay không, nhiều tiền hay không, làm cái công việc này có phù hợp với khả năng của mình hay không, câu trả lời là có, hoặc sắp tới tốt nghiệp ra trường hay không, câu trả lời là có. Chung quy là tất cả những cái câu hỏi mang tính tích cực ở đây mình thấy là có, mặc dù là có thể ban đầu bạn có cái xu hướng là muốn né cái điều đó, không muốn đối diện với cái điều đó, tại bạn không nhìn thấy được tương lai như thế nào. Bạn rất là phân vân ở đây, những cái năng lượng phân vân không dám làm nó khá là nhiều, nhưng mà có thể là vì may mắn cũng nên về sau bạn có một cái sự nhìn nhận khác nên bạn có được cái thứ mà bạn muốn nha, có được cái điều bạn muốn, giống như nó pay off cho bạn vậy đó. Và câu trả lời là yes, it's a big yes for you. Mình sẽ đến với lại câu hỏi tiêu cực. Xin tarot cho các bạn tụ 4 biết
với câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 4 thì câu trả lời ở đây sẽ là yes hay là no. Ồ, rớt ra. Bổ sung đi, năng lượng chưa rõ ràng. Câu hỏi của các bạn tụ 4, câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 4, câu trả lời ở đây sẽ là yes hay là no. Oh my god. Rõ ràng thêm nữa đi. Mình nghĩ câu trả lời sẽ là yes đó. Các bạn đang hỏi về vấn đề tiêu cực mà bài nó ra tiêu cực nhiều hơn, nghĩa là người đó có thể không còn nghĩ đến bạn nữa đâu, hoặc là cái việc mà bạn đang đầu tư, đang muốn làm nó sẽ không mang lại hiệu quả gì cả, tại vì bạn ở đây có quá nhiều sự phụ thuộc, bạn sợ hãi, bạn làm một mình, bạn đi một mình, bạn còn sợ bị từ chối, bạn ngại thay đổi. Chung là tất cả những cái năng lượng trên đây nó đều kìm hãm bạn rất là lớn, nên câu trả lời cho các bạn tụ 4 về câu hỏi tiêu cực sẽ là yes. Bạn đang lo cái gì đó thì nó sẽ đến với bạn nhé. It's a yes. I'm so sorry. Soon say that to you, but it's true. Yeah. Okay. Các bạn còn câu hỏi nào khác có thể qua tụ khác để xem nha. Nếu như các bạn tụ 4 muốn xem bài riêng, đặt lịch xem riêng với mình để giải quyết cái vấn đề này á, thì các bạn inbox mình nha. Instagram, Facebook mình có để phần mô tả. Giờ mình sẽ đến với tụ 5 nha. Đây là các bạn tụ 5 đã chọn giảng vở này. Đầu tiên xem vấn đề tích cực cho các bạn tụ 5 trước. Câu hỏi tích cực của các bạn tụ 5 sẽ là yes hay no hả Tarot? Tiếp đi. Để xem nào. Xin lỗi các bạn tụ 5, nhưng mà câu trả lời cho câu hỏi tích cực của các bạn sẽ là no nhé. Các bạn thực sự ra làm nhiều nhưng mà không gặt hái được bao nhiêu cả, là câu diễn tả đúng cho các bạn tụ 5 luôn ấy. Nó không đền đáp được xứng đáng cái công sức của các bạn bỏ ra. Các bạn chịu nhiều áp lực, các bạn mệt mỏi. Nếu như mà các bạn bây giờ muốn suy nghĩ là đổi một cái chỗ khác tốt hơn, mình thấy cũng khó cho các bạn có thể bỏ. Dù các bạn rất là tự tin, tại khi mà bỏ xong thì các bạn cũng kiểu bị túng thiếu. Còn nếu như mà về tới vấn đề tình cảm, kiểu như là người đó có thích mình hay không, người đó có đáp ứng được hay là gì đó hay không, câu trả lời sẽ là không luôn nha. Sắp tới chỉ có làm cho bạn trở nên bực mình thêm thôi. Chung quy thì dẫu cho cái tình huống nào xảy ra thì là câu hỏi cực của các bạn vẫn không được đáp ứng, nó sẽ là no cho các bạn nha. It's a no. Giờ mình sẽ coi vấn đề tiêu cực cho các bạn tụ 5. Xin Tarot cho các bạn tụ 5 biết câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 5 nó sẽ là yes hay là no. Tự rớt cái lá đó luôn á. Bổ sung đi. Gì vậy trời? Dứt khoát nào, đây là năng lượng có hay là năng lượng không? Indecisive quá. Ok, vấn đề tiêu cực mà nó tích cực nhiều hơn thì nghĩa là nó sẽ là no. Nhưng mà chắc phải ra quyết định sớm thì mới được câu trả lời no này nha. Vấn đề tiêu cực á, các bạn đang lo cái gì đó, nếu như mà các bạn muốn vứt bỏ cái nỗi lo đó thì các bạn phải đưa ra quyết định nhanh chóng, đừng có ngồi lì một chỗ mà ngồi há miệng chờ sung. Làm gì về cái điều đó đi, hãy là một vua gậy, đừng có là vô tiền trong hoàn cảnh này đúng nghĩa là ngồi chỉ tay luôn á. Hãy làm gì về cái điều đó, muốn người ta liên lạc lại hay là
người ta không còn ghét mình nữa, hay là kiểu làm ăn được nhiều tiền hay gì đó, thì hãy bắt đầu nắm lấy cơ hội, thì nó sẽ là một cái câu no cho các bạn ở cái câu hỏi tiêu cực nha. Rồi, mình xin chấm dứt trả bài các bạn tụ năm tại đây. Các bạn tụ năm muốn đặt lịch xem riêng với mình có thể inbox qua Facebook và Instagram nhé. Và nếu như các bạn có câu hỏi khác thì có thể qua tụ khác để xem câu trả lời là yes hay no cho các bạn. Qua đến các bạn tụ 6 nha. Đây là các bạn tụ 6. Xem coi là các bạn tụ 6 câu trả lời câu hỏi tích cực của các bạn tụ 6 nha. Với câu hỏi của các bạn tụ 6 về vấn đề tích cực thì nó là yes hay no hả Tarot? Lại là một câu trả lời không nữa. Dù đây là vấn đề tiền bạc hay tình cảm thì cũng đem lại cho bạn khá là nhiều những cái rắc rối và tổn thương nội tâm, có thể nói là vậy. Khi lúc đầu bạn lao vào cái điều này với một cái khí thế rất là tự tin, hừng hực và kiểu tôi nhất định sẽ chinh phục được, tôi nhất định sẽ có được điều này. Nhưng mà ngay cái bước thứ hai là đã thấy các bạn có cái kiểu như là bị tiêu cực rồi, 10 kiếm, 9 cốc, nghĩa là trong cái đầu của các bạn tưởng tượng là sẽ có được điều đó, nhưng mà 10 kiếm thì lại không có ổn về cái mặt cảm xúc. Nghĩa là bạn đang đâm đầu vào chỗ khó mà các bạn vẫn tiếp tục đi theo. Đến cái lúc này mình thấy là các bạn đa năng lượng phân vân rất là nhiều, là có nên tiếp tục tiếp hay không? Đang đầu tư cái này, bây giờ nó lỗ rồi, nên tiếp tục cứu nó nữa hay không? Thì câu trả lời là thôi đừng. Tại nó là câu trả lời rất là tiêu cực cho bạn, nó là no nha. Ok. Mình còn gì nữa không? Chung quy là hãy suy nghĩ kỹ càng, hãy thông minh bén nhạy với cái tình huống như là một nữ hoàng kiếm. Đừng có để cảm xúc dẫn đường và cũng đừng có để cái sự kiêu ngạo của mình làm mờ mắt. Bây giờ mình sẽ qua đến câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 6 nha. Ok, đang xem bài cho các bạn tụ 6. Câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 6 ở đây sẽ là yes hay no? Câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 6 ở đây mang năng lượng yes hay no? Tích cực nhiều hơn nên mình sẽ nói là no. Kiểu như là các bạn đang lo lắng vấn đề gì đó, liệu có rớt hay không, liệu có thất bại hay không, liệu người ta có từ chối hay không. Câu trả lời là không đâu. Cái diễn biến xung quanh mình thấy là cái câu trả lời á, nó làm cho bạn hài lòng. Lúc đầu bạn mang năng lượng phân vân rõ ràng luôn, và thậm chí là bạn còn nhìn thấy được cái vấn đề tiêu cực của cái cốt lõi này nữa, bạn sợ. Nhưng mà mình thấy là về sau bạn work it out rất là tốt. Thấy kiểu như là bạn đang phân vân chờ đợi. Oh, the world quá tốt ha. Mặc dù là câu hỏi tiêu cực nhưng mà câu trả lời no lại là một cái đáp án rất là tích cực cho bạn. Chung quy là bạn đang sợ cái gì đó, bạn đề phòng. Không cần phải đề phòng. Hãy cứ đi theo cái điều đó. Cái điều mà bạn đang làm á, hay là bạn đang lo lắng á, nó sẽ không có xảy ra đâu nha. The world nghĩa là tích cực. Nên mình sẽ nói là không cho câu trả lời tiêu cực của bạn. Ok. Các bạn tụ 6, nếu như còn câu hỏi nào khác thì có thể qua các tụ khác để xem đáp án là yes hay no. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với mình để xem kỹ vấn đề hơn thì có thể liên hệ mình qua Facebook với Instagram nha. Giờ mình sẽ qua các bạn tụ 7 đây. Là các bạn tụ 7 nha. Trải câu trả lời cực trước. Xem coi cho các bạn tụ 7 về câu hỏi tích cực nó là yes hay no cho các bạn tụ 7. Năng lượng phân vân quá, cụ thể đi. Yes hay no cho câu hỏi tích cực của các bạn tụ 7.
Ở đây giống như là nhiều tình huống á, nhiều tình huống nên nó mang cái năng lượng phân vân kìa. Cố gắng trả lời đi, yes hay no. À, nó sẽ là no nha bạn. Nếu như là bạn đang hỏi có tình tay ba không, third party, hoặc là người đó có chung thủy hay không, câu trả lời là không. Nghĩa là người này thật sự ra, nếu như mà, ủa quên, người có tình tay ba hay không là câu trả lời tiêu cực mà, câu hỏi tiêu cực mà, mình lộn. Nếu như mà bạn đang kiểu như hỏi coi người đó có hợp tác với mình hay không, tại mình thấy có ba tiền với lại ba cốc, thì là có lẽ là bạn đang định làm ăn một cái thương vụ nào đó với hợp tác với ai đó, thì câu trả lời ở đây là nó sẽ không được như ý của bạn, là no nha. Hoặc là lo về bất cứ cái gì, lo tốt nghiệp hay không, thi đại học hay là có đậu được cái trường đó hay không, any question, thì cái năng lượng ở đây nó vẫn là không. Lúc đầu mình thấy là bạn cũng có vẻ tự tin, nhưng mà cái tình huống ở đây nó thay đổi, nó chuyển biến, transform rồi nha. Và nó sẽ không có được như bạn muốn. Bạn phải cạnh tranh rất nhiều cho cái vị trí đó. Nếu như bạn muốn thăng chức, bạn muốn giành cái điều đó, thì bạn sẽ phải cực lực rất nhiều. Mình thấy ở đây bạn còn chạy mối quan hệ này nọ, và bạn mong chờ những người đó sẽ giúp bạn, thì câu trả lời là không được. Hoặc là bạn hỏi là người đó có chung thủy với bạn hay không, câu trả lời cũng là không luôn. Chung quy là những câu hỏi mang tính tích cực thì câu trả lời ở đây sẽ là no nha. Ok, mình sẽ đi qua câu hỏi tiêu cực cho các bạn tụ 7. Mình bị rớt bài để mình lụm nó lên, các bạn đợi xíu nha. Đến câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 7. Những câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 7 ở đây năng lượng sẽ là yes hay là no hả? Tarot. Trời ơi, các bạn đây đang lo tình tay ba hả trời? Không sao, chuyện này bình thường thôi. Nhưng mà bài nó lên ra thì mình cũng thấy được cái vấn đề nó muốn hỏi là gì. Kiểu người đó có chung thủy hay không, hoặc là chuyện của bạn á, kiểu như là có ai phá hay không, hay cái gì đấy. Năng lượng confuse quá. Năng lượng ở đây sẽ là yes hay no hả Tarot? Oh my god, I think it's a yes. Câu trả lời cho câu hỏi tiêu cực sẽ là yes. Nó sẽ là yes nha. Nghĩa là cái điều bạn đang lo gì đấy, nó phũ phàng hay là nó, yeah, it's absolutely a yes. Mặc dù ở đây cũng có những lá tích cực, nhưng mà nhìn chung mình đọc cái câu chuyện của cái tụ này á, thì mình sẽ thấy là cái điều bạn đang lo là đúng nha. Bài câu hỏi tiêu cực mà đọc câu chuyện ra nó ra tiêu cực thì là nó sẽ phải confirm với cái điều đó. Vậy là nó sẽ là yes. Mà yes cho tiêu cực là cái điều mà các bạn không muốn, đúng không? Mình cũng vậy. Thì dẫu sao thì mình vẫn thấy ở đây liên quan đến cái vấn đề tin tưởng và vấn đề có nên tha thứ hay không. Và câu trả lời thì các bạn biết rồi đó. Nếu như bạn tha thứ cho người này, bạn chuốc thêm đau khổ vào, bạn quay lại với người này cũng chẳng trân trọng đâu. Bạn mong chờ 10 tiền, một cái cuộc sống hạnh phúc và compromise là có thể chuyển hóa được, với lại nói chuyện được với người này, nhưng mà nó sẽ không như bạn mong muốn. Còn công việc, bất động sản hay là lên chức hay là gì đó thì mình vẫn thấy là cái cuộc hợp tác làm ăn này của bạn á, bạn đang lo cái gì thì nó sẽ đúng như cái mà bạn đang lo luôn nha, nên nó sẽ là yes. Rồi, mình xin được dừng trải bài các bạn tụ 7 tại đây. Các bạn tụ 7 nếu như còn câu hỏi khác thì có thể đi qua cái tụ khác để xem. Nếu như các bạn muốn xem cụ thể vấn đề của các bạn như thế nào và hướng giải quyết thì các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua Instagram với Facebook nha. Mình sẽ đến với lại tụ cuối cùng là tụ 8. Xin chào các bạn tụ 8. Mình sẽ xem trước câu hỏi tích cực của các bạn tụ tụ 8 nha. Ở các bạn tụ 8, câu hỏi tích cực của các bạn tụ 8, câu trả lời ở đây sẽ là yes hay no.
câu hỏi tích cực mà. Câu hỏi tích cực của các bạn tụ 8. Gì vậy? Lại là năng lượng phân vân. Vẫn là câu trả lời no nha. Dù các bạn đang hỏi cái gì đó được hay không, thương vụ này, công việc này, tốt nghiệp với số điểm đó, đậu vô trường này hay không, người này có yêu hay không, có quay lại với mình hay không, câu trả lời vẫn là không. Mình thấy là không nha. Mình thấy ở đây là bạn rất là mệt mỏi. Nhiều khi bạn muốn bỏ đi cái điều này luôn. Bạn thậm chí là vừa có năng lượng muốn bỏ đi, rồi vừa có năng lượng muốn cho cơ hội lại cái vấn đề này. Nhưng mà dẫu sao nó vẫn sẽ đem lại cho các bạn cái điều các bạn không mong muốn một chút nào. Chỉ có các bạn ở đây là người có cảm xúc thôi. Thấy là cảm xúc 10. Trời ơi. Thôi, các bạn đang định làm cái gì đó thì câu trả lời là không, nên không, không nên làm, không nên đầu tư vào cái vấn đề này nha. Ngay từ lúc đầu thì nên hoặc là nghĩ kỹ lại, tại tương lai có khả năng thay đổi, nó có thể thay đổi kết quả cho các bạn nha. Câu chung quy thì ở đây có quá nhiều cảm xúc. Nếu như vấn đề tình cảm thì bình thường, mà vấn đề công việc làm ăn hay là gì đấy mà không phải là cảm xúc á, thì mà ra cảm xúc thì mình thấy là không nên. Nên trước khi nhào vào vấn đề này thì bạn nên chấn chỉnh cái tâm cảm của mình lại. Không thì đây sẽ là câu trả lời của các bạn. It's a no. Giờ mình sẽ đến câu hỏi tiêu cực nha. Xin Tarot xem cho các bạn tụ 8 câu hỏi tiêu cực của các bạn tụ 8, năng lượng sẽ là yes hay là no. Bổ sung đi. Có nhiều người trong hình này. Bổ sung tiếp. Năng lượng phân vân rất là nhiều nha. Nhưng mà trình chung tổng bài thì nó cũng không có tiêu cực lắm. Hello, nó cũng không có bị tiêu cực, nghĩa là nó mang năng lượng tích cực nhiều hơn. Hermit, 8 tiền. Thế giờ nó cứ mang năng lượng 50-50 không à. Dù bạn đặt câu hỏi là gì thì cái vấn đề của bạn cũng mang tính hai mặt. Mình đã cố gắng rút để cái năng lượng là yes hay no, thì bài nó kêu là yes cũng có vấn đề và no cũng có vấn đề. Nhưng mà cái câu hỏi là đang là tiêu cực đúng không? Nếu như câu hỏi là tiêu cực mà bài nó yes á, nghĩa là cái vấn đề bạn đang lo nó đúng như những gì mà bạn đang lo, nó thật sự là có vấn đề. Còn nếu như mà câu trả lời ở đây là mang cái năng lượng no á, thì bạn đừng quá lo. Mà ở đây nó mang năng lượng cả yes cả no luôn. Thì cho lời khuyên sao ta? Ở đây liên quan nhiều đến con người. Nữ hoàng gậy, impress, vô tiền, cậu bé gậy, mang năng lượng con người rất nhiều. À quên, cậu bé kiếm nữa. Có lẽ vấn đề này involve nhiều người. Thì mỗi người có cái cách ứng xử khác nhau. Nên tùy vào cách ứng xử của bạn và cách hành động của bạn trong vấn đề này và cách bạn suy nghĩ, tại nó là justice với lại deliver, nghĩa là cái quyền quyết định trong tay bạn á. Bạn muốn cái vấn đề này là yes hay no là phải do bạn quyết định. Chung quy câu trả lời là nếu như đồng tình với cái tiêu cực của bạn thì bạn cũng không có vấn đề gì, chỉ là bạn hơi cô đơn một chút xíu. Và về sau mình thấy bạn cũng kiểu tự hồi phục lại, bốn kiếm với lại the hermit, nghĩa là bạn vẫn sẽ tìm ra được con đường khác, nhưng mà nó hơi bị đau lòng và nó hơi bị mệt mỏi tại cô đơn một mình mà. Còn nếu như câu trả lời là no, như là vấn đề tiêu cực của bạn đang quan tâm nó không có quá quan trọng, thì mình thấy bạn vẫn có thể dùng cái ý chí và sự siêng năng của bạn để vượt qua cái vấn đề này thôi. Kia chẳng hạn như bạn hỏi là có nên tiến đến với người đó hay không, câu trả lời ở đây vừa yes vừa no, có thể là nó muốn bạn phải chấp nhận những cái điều tiêu cực lẫn tích cực khi đến với cái người đó. Yeah.
À, nếu như là công ăn việc làm nên đầu tư cho cái vấn đề đó hay không, nên đầu tư cho miếng đất đó hay không, vừa yes vừa no, nghĩa là well có lẽ nên nhưng mà đây không phải thời điểm tốt, tại bây giờ đang dịch Covid ai mua đất trời, ví dụ vậy. The world, hay là bài đồng tình với ý của mình kìa, nghĩa là khi bạn đưa ra cái quyết định đúng đắn nè, kỵ sĩ gậy, nghĩa là cái quyền quyết định phải trong tay bạn. Khi bạn ra cái quyết định đúng đắn thì cái thông điệp tích cực nó sẽ đến với bạn nha, nên mình sẽ không nói yes hay no trong cái câu trả lời câu hỏi tiêu cực cho của các bạn tụ 8. Rồi mình xin được kết thúc trải bài của các bạn tụ 8 ở đây. Các bạn nếu như có câu hỏi nào khác có thể qua tụ khác để xem kết quả, và nếu như các bạn muốn coi kỹ hơn vấn đề này mà các bạn đang thắc mắc á, thì các bạn có thể inbox đặt lịch xem riêng với mình qua Instagram với lại Facebook nha. Còn lại thì mình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong cái đợt trải bài sắp tới. Và các bạn đừng có comment ở dưới cho biết kết quả yes no nha, tại vì nó sẽ không có đúng khi mà các bạn không nghe được câu trả lời mà mình đã nói ra. Nên yeah, see you guys later, okay? Bye.